đường kính là 9cm côn 3,5. Có chế độ chỉnh tép và siêu tép. Chế độ gạt lên nó là siêu tép này, gạt xuống nó là tép nhá. Đấy, có bóng dự phòng đây và hệ thống chống cháy đàng hoàng. Trong quá trình sử dụng, bóng đèn này không sáng mới ok, chứ còn bóng bị sáng là cảnh báo vang nâng lọc đang méo tín hiệu, ghép lung côm. Nói chung là bộ dàn không chuẩn, bị dày tép, thì bóng này sẽ cảnh báo sáng để cho chúng ta ghép lại. Bóng không sáng mới ok, chứ còn bóng bị sáng là chất âm không thể hay từ những cái bộ dàn ghép lung tung, méo tín hiệu 40%. Có hai màu, đó anh em xem kỹ. Đây là cái ván ép công nghiệp loại xịn. Chứ còn loại ván không xịn thì sẽ không làm mịn như thế này cho anh em được đâu. Ở cái chế độ siêu tép này, gạt lên này thì rất kén âm ly nhá, không phải âm ly nào cũng đạt chuẩn đâu. Đấy. Gạt lên là siêu tép, gạt xuống nó là tép. Gạt xuống thì nó chạy cho tất cả các loại âm ly vang nào cũng được, nhưng mà gạt lên thì phải có âm ly chuẩn, vang chuẩn, có siêu tép thì loa mới có tác dụng. Bây giờ âm ly chúng ta cắt hết giải siêu tép rồi thì anh em đòi loa ra siêu tép thì cái loa cậy đâu ra, anh em phải tưởng tượng như thế. Gạt lên thì nó rất kén âm ly. Đấy, theo cái số liệu phân tích của chúng tôi thì là giả dụ như là 100 đôi thì sẽ còn 35 đôi là được chạy được chế độ siêu tép thôi. Thì chế độ siêu tép là một chế độ nó sẽ mỏng, tép nó sẽ mỏng gấp 6 lần tép thông thường, nên là phải âm ly chuẩn nhé, vang chuẩn, lọc xì thì mới có siêu tép. Còn tất cả những cái loại vang lì, âm ly lì thì chúng ta gạt xuống thôi, chạy chế độ tép thường nó kêu cho là may rồi nha. Đây, cho anh em xem kỹ lại này. Cái tép này nó sẽ chạy cho tất cả các loại âm ly từ 2 sò đến cục đẩy 40 sò. Các loại loa phun, loa cây, loa đứng, loa nằm đều được. Bát từ bát 20 đến bát 50 đều được. Nói chung là tép này nó không phụ thuộc vào cơ bát, nó dùng cho tất cả các loại bát. Đây là tép rời đặt nóc. Đấy, cái thông số kỹ thuật của nó mình đã đọc cho anh em rồi. Và cái dây này thì chúng tôi làm thành phẩm rồi, dài 1 mét. Đấy, có dây đỏ và dây trắng. Dây đỏ quy định quốc tế là cộng rồi. Về chúng ta đấu và đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy, đôi nào cũng vậy. Đây, cho anh em xem kỹ đây nha. Đây, dây này dài 1 mét rồi, đỏ là cộng. Về chúng ta lấy kéo chích cho ra để chúng ta đấu. Đấu đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy đều được. Đây, cháy là quá khứ rồi. Sản phẩm này được bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Anh em liên hệ với Lưu Bắc Cạn, địa chỉ là Phạc Ngân Sơn Bắc Cạn, trên Facebook Loa Thép Thông Minh, YouTube Điện Tử Cận Lưu, ship hàng toàn quốc, bảo hành 1 năm. Cho anh em xem kỹ lại cái sản phẩm tuyệt vời này. Cháy là quá khứ rồi. Nhiều anh em cứ mua phải những cái hàng mã, hàng kém chất lượng thì anh em lại quay lại chúng tôi hỏi là liệu có chống cháy thật hay không. Đủ các câu hỏi về xịt, về cháy thì mình xin trả lời anh em này. Đây là loa tép chống cháy 100%, bảo hành 1 năm. Đấy, còn những anh em mà mua phải những hàng mã này, hàng rẻ này thì anh em về đấy mà ăn vạ mà khóc nhá. Còn chỗ chúng tôi này toàn khách VIP rồi, toàn khách mua đắt tiền thôi, 1 triệu một đôi, bao ship, cam kết bảo hành 1 năm. Số điện thoại Zalo 0973 533 269. Mình sẽ lại quay lại cho anh em xem chậm chậm lại này. Đây là cặp 1 triệu, nhớ nhá, mình nhắc lại nhá, 1 triệu một đôi, bao ship, có 2 màu nhá. Đấy, về anh em đặt nóc và thưởng thức âm thanh thôi, hát karaoke tẹt bô chống cháy 100%. Nhiều anh em cứ hỏi loa này có hát karaoke được không, loa này hát karaoke và nghe nhạc đều được. Đấy, thực ra thì nghe nhạc và karaoke nó đều là một. Chúng ta có karaoke được hay không là do vang nhại và mic nhá. Còn nhiều anh em có hỏi là loa tép có hú không. Đấy, hú là do chúng ta không biết chỉnh âm ly vang chứ không phải do loa nhá. Loa này nó không khác gì tép theo loa, chẳng qua nó để rời ngoài thôi, nó gọi là loa tép rời, nhưng mà nó không khác gì tép theo loa cả, anh em nhớ nhá. Qua đây là nó trang bị hệ thống chống cháy và những phân tần lọc chói rồi. Đấy, nên là này nó không bao giờ nó chói. Đây là cái phễu nhựa để chống chung chùa âm tép, chống ping nghiêng nhá. Đấy, thật âm 100% này, chống hiện tượng chuông chùa trong choang trong choang, chống chói luôn. Đấy, 1 triệu một đôi, bao ship, liên hệ Lưu Bắc Cạn để được phục vụ. Ok nhá.